Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Đến với nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh xin gửi đến quý vị bài Các đối tác chiến lược của Việt Nam đâu mất rồi do Phạm Chí Dũng biên soạn. Hơn một tháng, kể từ khi đàn tàu của đảng Anh Trung Quốc xâm nhập bản tư chính như vào chốn vô chủ quyền, kèm theo một cái tác nổ đom đóm Bộ Chính trị Đảng Em ở Việt Nam vẫn nằm nguyên trong cơn ác mộng giữa ban ngày mang tên Cô Đơn Chiến lược. Bất chấp giới chấp bu Việt Nam luôn tự sướng về việc thủ đến chẳng một tá đối tác chiến lược trong túi, cho tới giờ này vẫn không một quốc gia nào có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam chịu lên tiếng hỗ trợ chính thể này phản đối Trung Quốc. Hy vọng ban đầu về phản ứng của Tây Ban Nha, một trong số các đối tác chiến lược của Việt Nam và là nạn nhân gián tiếp của Trung Quốc khi Rapsol, công ty Tây Ban Nha là đối tác liên doanh khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí Việt Nam bị tàu Trung Quốc vây bọc và gây sức ép đến hai lần tại bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 để buộc tập đoàn phải rút lui khỏi mỏ cá rồng đỏ, đã hầu như tan vỡ. Không những Repsol phải cuốn cờ tháo lui khỏi những lô dầu khí màu mỡ chưa kịp khai thác, mà còn muốn bắt đền phía Việt Nam gần 300 triệu Mỹ Kim mà tập đoàn này đã ứng ra để thăm dò dầu khí, mà cả triều đình Madrid cũng lạc tâm trước Bắc Kinh còn nước nga kênh quan hệ được xem là truyền thống từ thời xô viết với việt nam thì sao cho tới lúc này nhà nước cộng hòa liên bang nga vẫn chưa có bất kỳ một phản ứng công khai nào dù thể hiện qua kênh ngoại giao hay kênh báo chí đối với vụ trung quốc gia tăng áp lực tống tiền tại mỏ dầu khí lan đỏ ở vùng biển đông nam việt nam cho dù lan đỏ là dự án liên doanh giữa việc sò so petro của việt nam và tập đoàn dầu khí rosneft của nga mà rosneft là tập đoàn có cửa đông chính là chính phủ nga nếu putin và tập cân bình đã hoặc sẽ thỏa thuận được với nhau một lợi ích hoặc một điểm chung chính trị nào đó lớn hơn hẳn lợi nhuận từ mỏ lan đỏ mà điều này thì rất dễ xảy ra tương lai sẽ sập cửa trước rosneft để tập đoàn này cũng sẽ phải cuốn cờ tháo chạy khỏi vùng chủ quyền Việt Nam như Repsol đã từng như thế. Trong khi đó, điều trớ trêu đến tận cùng bi hại là Trung Quốc vốn được giới chóc bu Việt Nam tụng ca như đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất, lại là con sói duy nhất luôn hâm hè phanh sát con cụ Hà Nội. Con cụ ấy đã phải chịu nhục tại bãi tư chính đến lần thứ ba trong vòng ba năm liên tiếp trong hai lần tàu Trung Quốc vây bọc và gây sức ép tại bã Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 để buộc Repsol phải rút lui khỏi mỏ cá rồng đỏ. Đã hầu như chẳng thấy người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vung tay về phương Bắc, dù chỉ để áp ứng phản đối như là một lối đọc vẹt chẳng cần tới sách vở. Vào thời gian trên, cho dù có muốn loan tải những thông tin trên kèm theo thái độ phẫn nộ. Một số tờ báo nhà nước cũng bị ban tuyên giáo trung ương, cơ quan nổi tiếng với biệt danh Vòng Kim Cô, cấn cản. Chính thể độc đảng ở Việt Nam đã giấu biệt thông tin được coi là quá sức nhạy cảm này và như cò rúng trong nỗi sợ hãi của lịch sử ngàn năm bắt thuộc, lẫn và hiện tại 16 chữ vàng nhớ lại 2014 là năm tung tóe vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam như trốn không người và như một cú vỗ mặt nảy đom đóm vào bộ chính trị Việt Nam. Trong cuộc khủng hoảng mang tên Hải Dương 981 kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014, hầu hết các đối tác chiến lược của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin điều thờ ơ hoặc quay lưng khi Việt Nam bị uy hiếp. Thế nhưng sau đó, giới chấp bu Việt Nam vẫn chưa tỉnh ngộ về thực chất bạn vàng là thế nào và vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách đù dây chính trị cho tới khi té lộn đầu trong 3 lần khủng hoảng bãi thứ 9, năm 2017, 2018 và 2019. Từ đó đến nay đã không có bất kỳ một văn bản nào của bộ chính trị hay nghị quyết nào của Quốc hội Việt Nam lên án hành vi xâm phạm của Trung Quốc. Cũng từ đó đến nay, giới chấp bu Việt Nam chưa bao giờ cô đơn đến thế trên chiến trường quốc tế. Dù Việt Nam đã thủ đến chẳng một tá đối tác chiến lược trong túi, kể cả một đối tác chiến lược khác là Đức, mà Việt Nam đã bị quốc gia này tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam ngay sau việc nhà nước Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc một nghi phạm kinh tế là Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Ngay cả khi Việt Nam được đặt vào ghế thành viên không thường trực quốc quốc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào năm 2019, không còn cách nào khác, tình trạng cô đơn cùng cực trên trường quốc tế cùng trạng thái mất ngủ, lẫn mất ăn dầu khí đã khiến cho chính thể độc đảng ở Việt Nam phải tiến tới quyết định bám Mỹ dù có muộn màng. Tháng 7 năm 2019, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia đầu tiên lên tiếng gián tiếp ủng hộ Việt Nam trong vụ bãi tư chính, dù quốc gia này vẫn chưa phải là đối tác chiến lược của Việt Nam. Nhưng từ đó đến nay người Mỹ vẫn không có động thái quân sự thực chất nào để dằn mặt Trung Quốc tại khu vực Bãi Tư Chính. Hành động mới nhất của Washington là điều hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân của hạm đội 7 Hoa Kỳ, với sức chứa lên tới 70 máy bay phản lực siêu thanh F-18, trực thăng và máy bay trinh sát tới Biển Đông vào ngày 6 tháng 8 2019. Tuy nhiên, chưa có gì chắc chắn là hàng không mẫu hạm này sẽ trực tiếp can thiệp hay có một động tác nào đó tới bãi tư chính nếu đối chiếu với yêu cầu can thiệp sâu hơn nhiều của chế độ bị xem là hèn với giặc, ác với dân. Hiện tượng trên là khá trái ngược với những năm gần đây khi Mỹ không chỉ phản ứng bằng hành động ngoại giao mà còn cho máy bay chiến đấu và tàu tuần tiểu, tàu khu trục vào vùng biển và không gian biển Đông để răng đe hoạt động cường bá của Trung Quốc. Vì sao lần này Mỹ có vẻ thay đổi thái độ mà không hoặc chưa có những hành động cụ thể hỗ trợ Việt Nam? Trung Quy cũng tại thói quen đu dây trả treo của Hà Nội. Cho đến tận lúc này, não trạng ngã ngớn đu lắc và ổn hẹn đu dây chính trị vẫn bị nén chặt trong những cái đầu bí bách và bế tắc của giới chớp bù Việt Nam. Não trạng lùi duy trì, hy vọng đầy ảo tưởng vào tình cảm bốn tốt và 16 chữ vàng với Bắc Kinh đã dẫn đến hậu quả là cho tới nay, dù đã xảy đến ba lần bị Trung Quốc tác tai ở bãi tư chính, vẫn chẳng có bước tiến đáng kể nào trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ trong khi sự hiện diện của hải quân và không quân Hoa Kỳ tại quân cảng Cam Ranh lẽ ra đã phải được ưu tiên số 1 và lẽ ra tại Cam Ranh giờ đây đã phải có hình ảnh thường trú có một hàng không mẫu hạm Mỹ giờ đây người Mỹ còn phải chờ Hà Nội có dám tự do đi trên đôi chân của mình hay vẫn theo thói đu dây chính trị kiểu vừa lắc vừa quỳ thoái ương hèn mãn tính là tác nhân của căn bệnh nhũng nảm dài hạn và mất đức lãnh thổ. Ngay cả lúc bị kẻ cướp xông vào nhà mà không dám la làng thì làm sao còn tinh thần chống giặc. Nếu không chiêu bỏ phần lớn chủ trương đu dây chính trị, biểu thị thái độ phản ứng dứt khoát đối với sự gây hấn của Bắc Kinh và xoay trục về phía Hoa Kỳ một cách thực chất chính thể Việt Nam thậm chí sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ ngoại giao và quân sự từ Washington. Trong lúc, cả đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam chắc chắn sẽ bất động và khiến Hà Nội lâm vào cảnh bị Bắc Kinh bắt nạt thậm tệ. Không khác gì cách chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp dân chúng tại quốc gia này. Kính thưa quý vị, Vừa rồi là bài nhận định và phân tích về thời sự Việt Nam do Phạm Chí Dũng biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn Phạm Chí Dũng và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh độ tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc.sbtn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình